hello thân mến chào tất cả mọi người chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của kim minh nha à, tổng chào tất cả cô chú anh chị và các bạn những người nào đó đã xem cái kênh youtube của mình thì uh, uh, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái tiêu đề đó là người phụ nữ đừng dạy làm những chuyện này trong bàn tiệc là nếu như các bạn khéo léo và các bạn biết được những cái điều này á, thì các bạn sẽ ghi điểm trong mắt cái người đàn ông à, kể cả người đàn ông nước ngoài và người đàn ông trong nước luôn thì dù là cho là các bạn có cái cái nhan sắc nó tầm trung bình thôi thì các bạn vẫn ăn đứt những cái đứa mà có nhan sắc xuất sắc hơn mình đó là những những điều nào thì mình sẽ kê ra cho tất cả mọi người thấy là mình thấy được rất là nhiều người mắc phải những cái điểm đó và trong bàn tiệc thường làm những cái điều đó và làm mất điểm trong mắt của người đàn ông rất nhiều các bạn điều đầu tiên là tài lanh các bạn biết không là thường là những cái người phụ nữ mà mà họ mà cảm thấy là mình giỏi giang các bạn họ đi với người đàn ông á họ hay tài lanh lắm họ hay tài lanh họ xíu vào chuyện làm ăn của người đàn ông các bạn mà cái người đàn ông cực kỳ ghét những chuyện đó dù cho là cái người đàn ông đó họ không giỏi đi chăng nữa mình là người phụ nữ giỏi hơn người đàn ông nhưng mà khi mà trong cái việc làm ăn thì mình cũng nên tôn trọng cái người đàn ông đó dù là họ nói không đúng thì mình có thể là ừ à, kiều khiều anh đó hoặc là nói anh anh ra đây em nói chuyện với anh chút xíu anh có việc này nói chuyện với anh chút xíu được không hoặc là chờ đi về nhà trên đường đi về hai người thì mình chia sẻ mình tâm sự với anh đó chứ mình không nên là xíu vào có chuyện làm ăn của anh đó trên cái bàn tiệc và mình để giống như là mình ờ anh 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 đừng làm gì anh làm gì không được đâu này kia kia nọ là coi như là mình tự um, bôi cho trái xấu vô mặt mình và mình tự theo kiểu là mình tự hạ thấp danh dự của cái người đàn ông mình đang yêu mình đang quen đó là những cái điều mà mình cảm thấy tối kỵ luôn các bạn mà mình thấy những người mà quen nhau lâu á cái những cô gái đó hay có cái kiểu gì các bạn rất là nhiều mà minh á thì minh theo kiểu là mình không có tánh như vậy minh quen người ta đi chăng nữa mà mình không thích ha hoặc là trong cái bạn tiệc mà mình cảm thấy không có vừa ý ha thì để cho người đó nói nói cho đã đi xong rồi mình để trong bụng xong mình ghim nhưng mà cái người mà mình quen quen minh á thì họ sẽ hay nhìn sắc mặt của minh trong cái khi trong bàn tiệc á lúc mà mình đang vui vẻ đúng không nhưng mà khi mà cái gì mà mình không giữ ý là mình sẽ không nói chuyện nữa mình sẽ ngồi im lặng và mình không nói chuyện nữa mình chỉ ngồi ăn mà cười cười vậy thôi chứ không nói chuyện nữa tánh của mình thì nói theo kiểu là hoạt ngôn á các bạn cho nên khi mà minh mà ngồi im lặng là cái cái người cái người bạn của mình nó họ quay qua họ giờ mình mà mình quay qua mình liếc nhẹ họ một cái thôi giống như mình mình lườm họ một cái thôi là họ biết là mình đã không vừa ý cái gì đó rồi xong rồi cái là cái người đó khiêu khiêu mình kêu mình đi ra ngoài bàn nói chuyện và lúc đó mình mới nói chuyện với người đó là ừ em không đồng ý anh làm như vậy như vậy như vậy anh làm như vậy là không được thế này thế kia thế nọ anh làm như vậy rồi là mình phải phân tích ra mình nói anh làm như thế này là nó sẽ ra những cái việc này việc này này kia nọ mình phân tích rõ ràng cho người đó biết rồi xong là vô bàn tiệc thì anh đó ảnh sẽ có được cái sự diện của mình cho nên cái điều tối kỵ là mình cảm thấy là người phụ nữ không nên làm đó là trong hoàn tiệc không nên xí tài lanh không nên tài lanh xí vào chuyện của người đợ, người đàn ông điều thứ hai là tỏ vẻ lấn lướt chồng hoặc bồ trước mặt người khác giống như là tỏ vẻ lấn lướt để cho người ta thấy là khi mà mình quen anh đó là cái anh đó phải sợ mình mình quen cái người đó là người đó nể mình và người đó uh, kêu bằng thiệp với mình á cái điều đó rất dạy các bạn và cái uh, nó có nằm trong cái 10 10 điều dạy của cái người đàn bà <laughs> các bạn biết không có một quyển sách mà chồng mình đọc á chồng mình nói là cái quyển sách đó ổng may mắn ông đọc được cái quyển sách đó là người đàn ông tới 100 cái điểm dạy nhưng mà người đàn bà chỉ có 10 cái điểm dạy thôi mà mình mình ngồi mình dụ ổng mình hỏi là anh những điểm dạy đó của đàn bà đó là cái gì ổng không bao giờ ông dám nói ổng nói tại vì á cái người đàn bà nó khôn với người đàn ông rất là nhiều và cái người đàn bà khéo léo mọi người đàn ông rất là nhiều đàn ông tới 10, 100 cái điểm dạy lận nhưng mà đàn bà chỉ có 10 cái điểm dạy đó thôi nhưng mà nếu như người, người đàn bà mà biết kiềm chế hoặc là biết chỉnh sửa được 10 cái điểm dạy đó là coi như là không có ông đàn ông nào mà có thể mà vượt qua mặt được hết trơn á và mình hỏi thì ổng không bao giờ nói đến khi mà mình đi chơi á và đụng chuyện về những cái đứa mà nó có những cái cái thái độ những cái cử chỉ và những cái hành động như vậy đó ông nói em biết không cái cái con nhỏ đó là nó 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 dính vào những cái điểm dạy của con đàn bà đó thì mình mới hiểu được đó là cái điểm dạy của người đàn bà là tài lanh và tỏ vẻ lấn lướt chồng trên cái bàn nhậu đó các bạn đó là ông nói là những cái điểm dạy là cái người đàn bà không nên mắc phải là cái kiểu là mình lên mình lúc nào mình cũng cảm giác là ừ, mình hùm ông chồng mình nạt nộ ông chồng hoặc nhiều khi ông chồng đang nói chuyện cái mình quay qua mình nạt ổng giống như mình cảm giác giống như là mình mình, uh, mình chỉ đại của ông chồng mình vậy đó đó là cái điều không nên mà người đàn bà là phải là yếu điệu thuộc nữ là ở bên người đàn ông là người đàn ông phải to cao và âm vỡ và uh, giống như là có một sự um, che chở cho người đàn bà đó là cái bản chất của người đàn ông, mà cái người bản chất của người đàn bà là mình phải mềm mỏng thì người ta mới tôn trọng mình, người ta mới đề cao cái điều đó lên. Chứ không ai đề cao những cái con đàn bà mà 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 kêu bằng à, à, hầm hố rồi à, ăn nói thô thiển không ai mà đề cao những người đàn bà đó hết và không để ai đề cao những người đàn bà mà theo kiểu không biết điều, không biết chuyện là không bao giờ người ta đề cao những người phụ nữ như vậy hết. Tiếp đến cái điều thứ ba nữa là cái mặt trầm dầm thường là lên cái bàn tiệc đó là hay cái mặt trầm dầm các bạn ví dụ như hả ở nhà cái chuyện gì cũng cần biết ví dụ như đi ở nhà với à, ừ, ngày hôm đó là bà, bà ở nhà bà kêu ổng làm cái chuyện gì đó mà bà không giữ cái xong cũng bả mang cái mặt trầm dầm nó lên cái bàn tiệc là cái điều đó mình thấy là tối kỵ luôn và và khi mà các bạn làm mặt trầm dầm như vậy nó không có lợi ích gì cho mình hết mà nó lại đem lại đến cái cái xấu khi mà người ta nhìn vào mình Người ta không có đánh giá cái người đàn ông Nhưng mà người ta sẽ đánh giá người đàn bà Là mình Ví dụ như cho là ở nhà là đàn chồng mình Nó làm cái gì sai quấy đi chứ nữa Họ đâu có biết Họ thấy cái nhỏ này vui bằng tiền mà mặt trầm dầm Thấy nhỏ không biết điều rồi đó Trước tiên mà thấy nhỏ là không biết điều Nếu như mình không vui thì ở nhà luôn đi đừng đi Mà nếu như đã đi rồi Thì hãy quăng cái bộ mặt trầm dầm nó nhà đi Xong rồi về Khi nào mà về nhà đó thì lụm bộ mặt trầm dầm nó gắn lên lại còn khi mà đã vô bàn tiệc rồi thì mình hãy xem như là là cái buổi tiệc đầu tiên mà mình gặp người đó và cái, cái thái độ của mình đối với người đó, còn cái mặt bạn chầm chầm giống như là cái thái độ mà đang tỏ vẻ với cái người ở trong bàn tiệc. Và nó sẽ làm điểm trừ cho cái chồng, người chồng hay người bồ của mình khi mà mình đi đám tiệc, ví dụ như họ có ký kết hợp đồng hay gì đó thì mình sẽ là cái người ảnh hưởng khá nhiều vào cái chuyện mà họ ký kết giao kèo giữa hai bên mình thấy cái điều đó rất là nhiều người mắc phải các bạn những cô cô nàng mà được yêu chiều được cưng chiều đó các bạn đi đi um, vô cái buổi tiệc cái, cái ở nhà xin gì không cho hay là cái gì uh, muốn cái gì mà không được cái đầu cái vô bạn tiệc mặt trầm dầm mặt trầm dầm để tạo cái áp lực cho cái người đàn ông đó để về được cái món đó hay gì gì đó xong rồi các bạn biết không nhiều khi cái người đàn ông họ cảm giác rất là khó chịu khi cái người phụ nữ kế bên cái người đàn ông đó không biết điều và cái mặt cứ trầm dầm như vậy là cái người ký kết ừ, thôi bữa nay mình cảm thấy không vui thôi bữa khác mình sẽ ký hợp đồng với bạn sau và họ sẽ hoãn lại cái cuộc giao kèo đó và có thể là họ sẽ hủy cuộc giao kèo sau cái bữa gặp đó luôn đó là cái điều thứ ba mà mình cảm thấy là cái người phụ nữ bị dư duyên các bạn đó tiếp đến là à, điều thứ tư là mình thấy cái người phụ nữ hay là mà có một số chứ không phải là tất cả các bạn và có một số cái những cái điều mình đang thống kê ra là cho tất cả mọi người biết không phải là đa số, không phải tất tất cả nhưng mà nó có những cái cái kiểu như vậy thì nếu như mình biết được thì mình nên tránh ha. Đó cái kiểu thứ tư là giật bóp của chồng và của bồ mình á, giật bóp dành không cho cho tiền. Quản lý bóp tiền, đó là cái điều gọi là vô duyên các bạn. Ví dụ như khi mình đi ăn cái bữa tiệc mà cái người đàn ông người ta người ta bạn bè với người ta đó, ví dụ như mấy bữa trước một một trăm bữa trước người ta đi ăn với cái thằng này thằng nãy trả tiền mà tự nhiên ngày hôm nay mình đi mình mình đi với ổng cái mình dành mình trả tiền cái cái con nhỏ bồ hay nhỏ vợ gì nó thấy gì nó giật lại nó không cho trả rồi đâu có biết là mấy bữa trước là thằng kia trả đâu và cái chuyện đó là cái sĩ diện của người đàn ông hoặc là những cái gì đó giữa hai bên người ta giao kèo và hai bên người ta đã làm việc với nhau À, tình bạn bè hay đôi khi là người ta có cái chiến lược làm ăn gì đó với người kia người ta chấp nhận người ta thả con tép bắt con tôm hay gì đó nhưng mà cái người đàn bà thiển cận họ không nhìn ra được thì họ giật bóp lại ủa sao mình phải trả đi chơi đông quá trời mà bốn năm người năm sáu người mà tại sao hai vợ chồng mình phải đứng ra trả hoặc là hai đứa mình phải đứng ra trả à, em không chịu Ê, thế này thế kia giật bóp lại đó là một điều thiện cận mà nó nó tạo cho cái mình một cái 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 điều kêu bằng cái cái cách nhìn người khác đối với mình nó nó không được đẹp và mình cảm thấy là cái người phụ nữ mà khi lên bàn tiệc á mà làm như vậy đó, là mất mặt cả người đàn ông luôn các bạn là cái người phụ nữ nó đâu có tôn trọng thằng thằng đàn ông đâu cảm nó cảm giác như thằng đàn ông giống như là đồ bỏ đi vậy mày mày không có biết gì đâu mày ngu lắm để tao để tao quản lý cho giống vậy đó mình cảm giác như vậy đó chứ mình không nói là những cái người đàn ông vậy là ngu các bạn tại vì nhiều khi họ bất khả kháng nhiều khi họ đang móc tiền túi họ đang cầm cầm diễn nhỏ này ngồi cái bên nó giật cái mình đâu biết được nhưng mà một cái điều nhỏ vậy thôi nhưng mà nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều họ sẽ nhìn mình với một cái ánh mắt là cái con này nó không biết điều và cái con này nó hỗn hào tại vì giống như là nó không có biết tôn trọng cái người đàn ông tất nhiên là nó đã, đã hỗn hào với người đàn ông này rồi giống vậy đó các bạn kế tiếp là điều thứ năm là chọc tức chồng bằng cách là cho người khác tán tỉnh là mình thấy cái điều này rất là nhiều người bị luôn các bạn và mình thấy như vậy nó không có hay nó làm cho cái người phụ nữ nó không tôn lên được cái giá trị nhưng mà nó sẽ hạ thấp cái giá trị của người phụ nữ luôn tại vì như vậy khi mà các bạn cố tình để cho cái người đàn ông khác cua mình trước mặt cái người bồ hoặc người chồng của mình đó là mình đang hạ thấp danh dự của mình đó mình đang hạ thấp là mình là người đàn bà là một con đường ai cũng có thể đi qua đó là giống như mình tự hạ thấp bản thân mình là mình là một con đường ai cũng có thể đi qua chứ không mình không phải là bầu trời người ta chỉ nhìn mà người ta không thể nào với tới được là giống như là mình tự khẳng định cho họ thấy là tôi là con đường là anh thích thì anh cứ đi qua tôi sẵn sàng chấp nhận anh giống vậy đó nhưng mà mình là người phụ nữ thì hãy sống như thế nào như là một cái bầu trời họ chỉ nhìn ngắm được thôi mà không họ không thể nào với tới được thì đó mới là cái người phụ nữ có giá trị chứ còn cái giá trị của mình là ai giống như là cái toilet công cộng ai muốn vô vô cũng ra ra là chuyện đó. Ô ừ, cái đó là nó không còn là giá trị nữa. Nó là cái thuộc loại giống như là mấy cái gái bán hoa đứng đường rồi thì theo kiểu là anh chi thì em chịu thôi giống vậy đó. Là cái chuyện đó là nó không còn cái phẩm giá gì của người đàn bà nữa hết. Và mình cảm thấy là có điều đó rất dạy khi mà người đàn bà chọc tức người đàn ông bằng cách như vậy. Mà mình cảm thấy nếu như mà mình muốn chọc tức mình mình muốn dạy cho anh chồng mình bài học hay gì đi chăng nữa thì mình hãy bình thường hãy bình thường rồi cái chuyện gì đến nó sẽ đến cái người đàn ông người ta cảm thấy mình quyến rũ người ta cảm thấy mình có phẩm chất nhiều thì họ sẽ tự theo đuổi mình chứ mình đừng có cái cái kiểu mà đang ngồi vậy đó ừ anh anh ở đâu vậy anh tên gì anh cho em số điện thoại đi này kia nọ mình làm như vậy là coi như là mình là cái người nó tự bán đi cái cái phẩm giá của mình và mình cảm thấy là cái người đàn bà mà khi mà ngồi trên bàn tiệc mà làm như vậy á mình không biết giữa hai người có cái cuộc tranh luận gì hay không nhưng mà đối với cái người ngoài nhìn vào giống như mình mình đã đi chơi nhiều và mình gặp những cái trường hợp như gì á mình đánh giá thường cái người phụ nữ lắm mình cảm thấy cái người phụ nữ đó à nhiều khi mình thấy cái người đàn ông của họ họ không thèm ghen các bạn họ thăm thèm ghen mà còn họ còn quay qua họ cực khỉnh nữa các bạn giống như họ người đó mày điên hả mày làm gì mày khùng hả mày đang làm gì mày nghĩ mày làm gì là mày chọc tức được tao hả giống như vậy đó các bạn cái thái độ của người đàn ông như vậy đó mà mà cái cái điều đó là cái điều dại dột nhất mà người đàn bà làm mà mình cảm thấy là không nên thà mình bỏ cái người đàn ông đó xong rồi để cho người đàn ông đó tiếc ngùi ngụi mình trong khi là mình đang ở ngồi đó mình bao nhiêu vệ tinh xung quanh mình thì người đàn ông đó họ mới phục và nể mình chứ còn theo kiểu là mình giận nó xong mình quay qua mình anh anh em em với mấy đứa này xong rồi cái để cho người ta cưa cẩm mình mình nếu như mình có quay về với nó để chăng nữa hay là sống với cái người người mà mình đã tập tức đó thì mình sẽ bị tự hạ thấp cái cái phẩm giá mình xuống mà mình tự hạ thấp cái cái điểm trong mắt cái người đàn ông đó và họ sẽ không còn tôn trọng mình nữa dù cho mình không làm lỗi gì với người đàn ông hết đó nhưng mà họ sẽ không bao giờ coi trọng mình họ nghĩ là ồ mày cứ sẵn sàng bỏ tao bất cứ lúc nào mày đâu có chung thủy với tao đâu cho nên tao không cần phải coi trọng mày và những lần sau họ sẽ bắt đầu có những cái thái độ những cái hành động và những cái cử chỉ họ đôi khi họ có thể là quen thêm một con bồ nữa mà nếu như khi bạn phát hiện ra họ sẽ nói câu là ủa mày làm được thì tao làm được thôi mày mày đâu có thương yêu gì tao đâu khi mà mày cãi lộn với tao hoặc là giữa chốn bao quân người ta thì mày ngồi mày mày ôm thằng này rồi mày ghẹo thằng kia mà uống mày đâu coi mặt mũi tôi ra gì đâu là khi cái câu nói mà họ nói như vậy là coi như mình cứng họng mình không còn được trả lời nữa và mình cảm thấy là cái điều này dại dột nhất của người phụ nữ mà khi mà trên bằng tiền họ làm như vậy họ không mang lại lợi ích gì cho mình hết nhưng mà nó lại làm rất nhiều cái điều xấu đến cho cái cuộc sống của mình rồi điều cuối cùng á là so sánh chồng mình với người khác. Giống như khi ngồi trên bàn, rồi em nói anh nghe, anh vậy là giỏi, giỏi lắm, như chồng em không có gì đâu anh ơi. Ồ, chồng em à ơ vậy còn không có thì ừ thằng bồ em á anh biết không nó 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 nó, nó tệ lắm cái vẻ mặt đó, nó tệ lắm mình nói thì các bạn ví dụ như thằng bồ của mình nó 10 phần thì mình giấu cho nó 8 phần nên mình nói hai phần nhẹ thôi không có đâu ở đây nó quay qua nó khen cái thằng kia Ví dụ như thằng kia nó chỉ có được 5 phần phần thôi Mà nó khen lên thằng kia tới 8 phần Rồi thằng bồ của mình nó thì chạm 8 phần như nó Để nó hạ thấp xuống còn 5 phần, 2 phần thôi Đó là cách dạy dột nhất mà cái người đàn bà thường hay làm Và họ nghĩ là như vậy là, 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 là hay Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mình hạ thấp cái người đàn ông ở bên mình Tất nhiên là mình đang hạ thấp bản thân của mình tại vì cái bản thân mình mình chọn người đó mà mình chọn yêu người đó mình chọn chung mình chọn kề vai sát cánh với người đó mà mình lại chê người đó tất nhiên là mình đang tự hạ thấp cái danh dự của mình mình đang tự hạ thấp cái bản thân của mình xuống tại vì ở giống như là người ta nó có câu là nồi nào ấp dung đó thì khi bạn chọn người đó mà người đó nó không gai gì tất nhiên bạn cũng là người không gai gì đó là giống như vậy chứ không ai đánh giá bạn là ờ trời ơi nhỏ này vậy mà mà đi lấy thằng này trời ơi tiếc quá này kia nọ thì người ta nếu như có đi chăng nữa thì người ta nói ờ chắc mày cũng làm sao mày mới lấy thằng đó đó các bạn cho nên họ sẽ không đánh giá mình cao nhưng mà họ sẽ sẽ đặt ra một cái câu hỏi rất là to và bự ờ mày làm sao mày mới lấy thằng đó mày làm sao mày mới đi chung với thằng đó bởi vì người ta nói là ờ, kêu bằng uh, cá mè một lứa hoặc là hoặc là nồi nào úp vô đó rồi bốn chín gặp năm mươi đó các bạn là những cái câu nói là là cho thấy được là khi là bạn là người trong cái tầm với đó thì bạn mới sống chung với những người như vậy được giống như các bạn là người là người theo kiểu là không thích uh, chữ tục chữ thề là các bạn sẽ không chơi được với những người nói tục nói tục chữ thề các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu hoặc là các bạn mà 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 đi ngoài đường á, mà các bạn là người văn minh lịch sự sạch sẽ các bạn không thể nào mà các bạn chơi chung với người dơ được là hai cái trường phái nó khác nhau rất là khó các bạn cho nên nếu như mà mình ngồi mình chê người ta Tất nhiên là mình đang lấy cái gương mình soi cái bằng mặt mình nó, nó, nó không có giúp ích gì cho bản thân mình hết Bởi vì mình đợt đó mình có nghe một câu nói của một người Phụ nữ đứng tuổi và họ đã có chồng rồi Và họ bỏ chồng họ rồi Họ nói một câu như vậy nè Chồng mình như cái đùi giả rách vậy đó Nhưng mà mình cũng khen, mình đâu có dám chê Tại vì mình chê ra thì xấu gì xấu chàng hổ thiếp đó các bạn, cái câu nói là xấu chàng hổ thiếp Cho nên mình không có dám chê Chồng mình nó như cái nùi giải rách vậy đó Nhưng mà không dám chê Cũng cứ khen xong rồi á Đến khi mà bỏ thằng chồng ra rồi cũng không dám chê Tại vì mình chê chẳng khác nào Mình tự bôi trôi chắc cháu vô mặt mình Ờ mày chọn mà, hồi đó mày chọn mà Một mực mày chọn thì bây giờ mày mày chê chẳng khác nào Mày tự tự chê bản thân mày Là ngu là dại đâm đầu vô Đó cho nên mình thấy cái câu nói của cô nó rất là hay thì khi mà cái người đàn ông của mình có tệ đến mức nào, có xấu đến mức độ nào thì mình cũng không được quyền chê và so sánh với cái người khác. Mình chỉ là nói những cái điểm mà chưa hoàn hảo của anh đó để cho anh đó cải thiện hơn chứ đừng có đem anh đó so sánh với cái một người nào khác. Đó là một điều tối kỵ mà đặc biệt là người đàn ông họ không thể thích những điều đó. Cho nên nó hả, mình thấy là có rất là nhiều người họ cố tình các bạn, cố tình họ đem cái câu chuyện đó lên cái bàn nhậu và cố tình bêu rếu cái người đàn ông ở trên bàn nhậu họ cảm giác như là khi họ nói như vậy là sẽ có quyền lực với cái người đàn ông nhưng mà, mà sai rồi các bạn nói những câu nói đó sau lưng với cái người đàn ông á, nói chuyện khi mà ở sau cái cánh cửa vợ chồng á, đó, đóng cửa lại với nhau hoặc bồ bịch á, đến một cái nơi vắng vẻ và đầu hai bên nói chuyện với nhau thì nó sẽ có hiệu lực và họ sẽ tôn trọng bạn nhưng mà bạn lo những chuyện đó ra mà bao quân bốn tướng sĩ mà đi nói người ta vậy là người ta sẽ không coi trọng mình đâu, mà người ta nhiều khi người ta còn nổi loạn lên với mình nữa và một ít cái cái uh, thông tin mà mình cảm thấy là uh, hay hay và muốn chia sẻ với tất cả cô chú anh chị và các bạn những người nào đó uh, muốn tìm hiểu cũng như là uh, vun đắp cái tình cảm của mình nó tốt hơn thì uh, hãy like cho em một like nếu các bạn cảm thấy thích video này và đừng quên subscribe ủng hộ kênh của em nếu như các bạn muốn um, xem nhiều video hơn nữa và gặp em trực tiếp vào những giờ em live stream thì hãy bấm luôn cái chuông kế bên để khi mà em live stream mọi người sẽ nhận được thông báo và đừng quên quay trở lại với kênh của em và những video khác nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye.